Cũng chẳng biết nó là cái gì đấy bác ạ. Cái bóc em vừa bóc cái lớp thùng xốp ra rồi, ke xốp xung quanh đấy. Giờ em cùng các bác bóc tiếp xem nó là cái gì. Em toàn chơi kiểu bóc hàng kiểu này thôi bác. Bóc hàng kiểu này có nghĩa là nó có bị vỡ hay bị thế nào, bị nó không có sự chuẩn bị. Khi em chơi kiểu này còn là xung quanh em nó rạch hết thùng xốp đi rồi. Đó, giờ kiểu này. Một con súp bác nhá. Một con súp, súp chất luôn này. Ui trời ơi, con súp này thì lo cả các bác rồi. Chắc con súp này bóc ra thì thấy bác mơ đây. Bởi vì con súp này em cũng biết nó rồi. Nó nhiều đơn hàng quá không nắm được cái gì cả. Cứ xuống xe xuống công, cứ bóc dần từng con vào. Mỗi hôm bốc tí. Giờ này các bác được ngủ, được nghỉ rồi anh em, súp phải cày đấy. Tao bảo làm vì đam mê mày. Đam mê. Mình còn nghèo mình cố mà kiếm tiền. Kiếm tiền thì này, có tiền thì để đấy, lúc nào nó yếu thì còn có có đồng ra đồng vào cũng nuôi thân các bạn. Còn làm thì này, đúng là làm vì đam mê thật, nhưng mà cũng phải kiếm tiền. Gọi là mê tiền cái gì. Không có tiền không làm gì các bạn ạ. Không có tiền cũng vất vả lắm. Nói tóm lại thực ra là kể cả cái gì. Ví dụ như có công có việc thì đi nghỉ đấy bác ạ. Nhưng mà tóm lại là hôm nay chẳng đi uống rượu nữa, mình đi nghỉ, đi làm việc. Đi khỏe người đấy. Riêng con này bà phá cho bác bao độc cho bác luôn nhé. Bao độc địa luôn cho bác. Các bác làm nhanh tay nhá. Đây là con súp đến từ Đức. Con này chắc là dỗ em phải cùi hàng. Nó quá nặng em vần. Ui giời. Súp của Đức ạ, con cắt tơ đến từ Đức. Được. Con súp đến từ Đức. Chắc là chả có con súp nào kiểu này đâu bác ơi. Con súp kiểu này là như nào thì sao em bảo cho bác. Em nói cho bác xem là không có con súp kiểu này là như nào. Đây. Chắc là giới thiệu súp nhiều cho các bác rồi, nhưng các bác chưa bao giờ nhìn thấy có một con súp nào mà tản nhiệt nó to nằm hết kín thùng rồi đúng không? Chỉ có người Đức nó làm. Chưa dọn một chút nào bác nhé. Chưa lau, chưa dọn một chút nào. Con súp đến từ Đức luôn. Con này mà lột ra thì chắc là phê luôn. Chưa phủi bụi một tí nào bác nhé. Còn nguyên. Để thế nó mới chất. Em chưa cái bài em phải bóc như thế mới thích. Còn xong đến lúc mà các bác nhận hàng rồi bác mới thê người. Các bác bảo ôi sao lúc quay nó thế này. Rất nhiều bác, hầu như đa số như thế. Các bảo sao nhận nó to mà nó đẹp thế. Được chưa ạ? Hàng của Đức đấy, Made in Germany. Đây. Anh nhìn thấy chưa? Made in Germany. Được chưa? Một con súp Đức. Dã man chưa? Một con súp mà tất cả thiết kế bộ phận công suất kín hết phía sau. Sẽ tháo bác ạ, sẽ tháo. Tháo để được chiêm ngưỡng. Bởi vì là không mấy khi có được con súp như này. Không mấy khi có được những con súp như này đâu. Không phải lúc nào cũng có đâu bác ạ. Đồ của Đức thì khỏi về hỏi có chất hay không chất. Đây. Nó là con súp cắt tơn bát 30. Súp Đức bác nha. Súp của Đức bác ơi. Ok chưa ạ? Còn zin còn nguyên luôn. Ôi dồi mềm luôn. Súp của Đức đây bác. Này, chưa lau một tí bụi nào luôn. Còn nguyên bụi lông. Nếu bác nhìn tay em này. Chưa? Chưa lau một chút bụi nào luôn. Súp Đức thương hiệu này báo cáo các bác là ít lắm. Rất là ít thì nó là cực kỳ ít luôn. Chứ không phải lúc nào cũng có đâu. Này các bác cứ chiêm ngưỡng nó đi. Không thể nào đẹp hơn đúng không ạ? Tóm lại là không biết nói lời nào. Nó nhìn gỗ lạng của nó này. Nhìn nó phê chưa? Nguyên gỗ lạng luôn ạ. Con này mà đói chắc không bê được đi xa được 100 mét đâu bác ơi. Con này đói không bê được đâu. Loa Đức bình thường bê nó đã mệt lắm rồi, nói gì súp nữa bác. Loa Đức bê đã é hết cả cổ, nói gì súp của Đức.
Con súp Cotton này, thương hiệu Cotton, Cotton này rất là nổi tiếng luôn. Em quay này báo cáo bác là bác nhìn thực tế nó to lắm, quay vào điện thoại nhìn nó bé tí ấy, nhiều lúc nó bởi súp nó đã bát 30 rồi thì thùng nó phải lên đến kích thước là gần 40 chứ không bao giờ chuyện bé. Nên quay hết các góc cạnh cho bác nhìn, góc nhìn cho thoải mái. Được chưa? Xúc Đức thì khỏi khỏi phải hỏi có hay không, em báo giá luôn cho bác. Em báo giá luôn cho bác, mức giá con này là 8.800.000, 8.800.000 con Xúc Đức này. Tám triệu tám các bác nhé, đừng có hỏi hay không, cứ bác là chốt nhanh còn kịp, còn đến lúc mà em mà khui hàng ra rồi các bác lúc ấy mới chốt thì chắc không kịp nữa đâu, không kịp, em khẳng định là không kịp, nhiều lắm hàng kín, đến lúc em mà khui hàng rồi em cho bác chốt không kịp. Tám triệu tám không, kênh của em ấy cứ phải rõ ràng thì nó rõ văn, mai kia em khui hàng ra lúc đấy thì các bác phải nói luôn, bởi vì đấy, em nhắc nó thế này thì đằng sau cả một cái vỉ của nó gì đấy, Đức đấy, của Đức đấy bác ạ, đừng chê em Đức, đồ của Đức mà chê thì chịu, đồ của Đức hầu như họ sản xuất như kiểu là dùng vĩnh viễn ấy bác ạ, theo kiểu dùng vĩnh viễn. Thiết kế những cái khoang này này, gầm này rất là hay, cái khoang này thế mới tải, mới độ thiết kế kiểu gì người Đức à mà giá man công an luôn các bạn, thấy luôn chưa, đây những con này bác nào có những bộ dàn cao cấp nhá, những bộ dàn nghe nhạc, nghe nhạc karaoke thì quá thì không nói rồi, karaoke những cái bộ này hơi phí, bởi vì là karaoke nó đáp ứng ok thôi, nhưng mà bộ này cho nghe nhạc nó mới chi tiết bác ạ, bởi vì bác nghe nhiều đôi loa Custom bình thường đấy đánh bass nó đã mê rồi, mà đây lại là súp. 8.800.000, bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn, số điện thoại là 08 222 81999 hoặc 0911 169 961 ạ, chào các bác.